Dạ, mời quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà cấp 4 pháp lý là thổ cư có giấy phép xây dựng. Thì đây căn nhà mình đang tọa lạc ở Hưng Thạnh Cái Răng, thành phố Cần Thơ, thì sau khu dân cư Nam Long 3, thì giai đoạn 3. Thì căn nhà này cũng mới xây rất là kiên cố. Thì chủ chuyển công tác thành ra bán lại căn nhà này. Thì thành ra mới qua một mùa mưa mà ở phía ngoài cũng hơi đóng gông nha. Chứ nhà này mới 100% luôn. Thì mời quý chú anh chị em vô trong tham quan căn nhà. Căn nhà thì diện tích bề ngang 4m2. Ở phía sau nở hậu ra thì chiều dài nó là 16, tổng diện tích là 71 m, pháp lý là thổ cư có giấy phép xây dựng, một trệt, một phòng khách, hai phòng ngủ, gian bếp sau, dán gạch lên 1m3, trên trần thì đóng la phong, nhà mới 99% luôn, nhưng có ngoài thì nó mưa gió không ai ở thì chủ ở có mấy tháng chuyển công tác Sài Gòn ra, giờ bán lại nhà mới sạch sẽ, ở trong mới ao luôn. Thì quý của chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu căn nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 00 40, sẽ dẫn quý của chú anh chị em đi coi khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán. Giá dao động khoảng 1 tỷ 20 triệu nha, 1 tỷ 20 triệu sở hữu ngay căn nhà cấp 4 thổ cư có giấy phép xây dựng. Thì lộ giới trước nhà thì lộ giới trên giấy thì 3m, nhưng thực tế nó chỉ có 2m, có mặt tiền sông, view sông luôn. Phòng cũng rất là rộng rãi, đi ra tới đây là phía sau có cửa sổ phía sau lấy ánh sáng rồi ha. Không gian bếp thì nằm đây, nhà toilet thì nằm cặp bên hông nha. Đó, toilet thì nó nằm bên đây. Thì căn nhà này đang quay về hướng đông nam, hướng ánh nắng sáng ha. Đó, điện nước wifi đầy đủ, khu vực này điện nước wifi đầy đủ. Thì cách lộ ô tô đâu đó khoảng 1 km sau lưng khu dân cư Nam Long, quận Cái Răng, phường Hưng Phú, phường Phú Thạnh, quận Cái Răng, phường Phú Thạnh, quận Cái Răng. Thì để quay con đường từ vị trí nhà ra ngoài lộ ô tô cho quý cô chú anh chị em mình xem. Đây sông cũng rất là lớn, rất là mát mẻ. Thì bên sông đó thì lộ ô tô, còn mình đi đường bên đây thì lộ ô tô thì cách khoảng 1 km. Nhà cửa khu vực này rất là đông đúc, nhà mới cắt không luôn. Này nhà già đây thì nhà ở nha, dân sinh sống. Đường này đường nhân sinh. Thì nếu mà chạy ngược lại thì ra Trương Vĩnh Nguyên, còn đi đường này thì ra khu Nam Long, về Cần Thơ thì khoảng 7 km, ra Đại học Tây Đô khoảng chừng 3 km. Nhà cửa dân sinh rất là đông đúc, lộ giới thì nó chỉ có thực tế nó có 2m à, còn trên giấy thì nó tới 3m. Nhà hai bên thì khích gịch hết trơn. Một căn nhà của khu vực Cái Răng, cách Đại học Tây Đô khoảng chừng 3 km. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến coi thực tế khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán. Bề ngang 4m2, chiều dài nở hậu ra, bọc ra số đích là 4, nở hậu ra chiều dài là 16m, tổng diện tích là 71m. Thì pháp lý thổ cư thì gian sông mát mẻ hướng đông nam, giá 1 tỷ 20 triệu sẽ sở hữu ngay. Đường thì
nhà rất là xinh đông luôn. Thì ra ra đây là khu khu đô thị giai đoạn 3 của Nam Long, thì đang cất các nhà chung cư rồi các nhà phố, nhà cao tầng đồ đầy đủ luôn, cặp sau lưng con cặp với con đường này nha. Thì chút xíu rồi sẽ quay phớt ngang cho cô chú anh chị mình xem luôn. Nó có công trình của Nam Long đang làm xây nhà phố, xây xây chung cư đồ gần đây. Đó thì đây bắt đầu nhìn thấy 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 rồi. Thì ra tới Bến Ninh Kiều thì khoảng 7 km, đi khoảng 8-9 phút thì tới rồi. Đường này thì nhà cửa khích dịch hết trơn, rất là đông đúc, an ninh rất là tốt của quận Cái Răng. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 00 40, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi. Khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng thì bán kính trong vòng một cây gửi số thì đầy đủ tiện ích hết nha. Đây khu khu chung cư Nam Long và khu nhà phố, khu nhà cao tầng đồ nó đang xây dựng. Căn nhà đó thì căn nhà đang giới thiệu thì nó có giấy phép xây dựng luôn, xây dựng có giấy phép rồi. Cảm ơn quý cô chú anh chị em mình xem. Thì tới đây là chút xíu nữa sẽ tới cái đường đường lớn. Thì rất mong quý cô chú anh chị em mình xem video, thì ở dưới phần video có nút đỏ đỏ đăng ký và nhấn chuông thông báo, sẽ có những vị trí nền hoặc những vị trí nhà trong trung tâm thành phố Cần Thơ, hay vùng ven, hay đất vùng ven gì nền trung tâm gì cũng có, thì quý cô chú anh chị em mình nhấn đăng ký thì sẽ có những cái video mới gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo, để sở hữu một cái miếng đất nhằm khi nó có cái giá tốt cho quý cô chú anh chị em mình. Thì nói chung bán là đưa lên là chủ yếu giá theo của chủ vào hoặc chủ nhà hoặc chủ đất nha, chứ em nhầm khi cũng không có kê giá. Mong quý cô chú anh chị em thông cảm và đừng có nói với em kê giá này kia. Đây là con đường đi dài ra, thì nó sẽ đi chỗ ra ngay chân Nam Long và khu dân cư Tây Đô đồ, nó văn hóa Tây Đô đồ nó cũng gần đây hết trơn. Khu này gần đây thì nó rất là hot sau này. Đây là tới đầu đường của khu Nam Long 3, thì xe container nó chạy thoải mái luôn đó. Đây thì qua cầu bên đây là cái khu quân đội Cái Răng, quận Cái Răng. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau.